Rồi một lần nữa rất chào anh các anh em đang xem video của một cục bì channel. Ngày hôm nay thì mình đang về một cái lô thuốc của nhãn hàng ABI, là một trong những nhãn hàng thuốc về cá cảnh nói chung là đỉnh nhất tại Mỹ, với thương hiệu là Dreadcoat nè, Bimafit và Melafit. Nói chung những cái mặt hàng này á thì anh em bảy màu của chúng ta thường quan tâm đến mặt hàng là Dreadcoat, Melafit, Bimafit hơn. Ngoài ra các mặt hàng của ABI còn có các như là các dung dịch đo pH, đo GH, đo NO3, nói chung là các bộ test về chỉ số nước đó, rất là tốt luôn. Và thêm nữa là nó có các loại như là enzyme và có các loại như là vi sinh, nhưng mà thì thường những cái loại đó nó không phổ biến tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt tại thị trường cát cảnh Việt Nam thì các loại như ABI Dreadcoat, Melafit, Bimafit đã rất nhiều anh em, tất cả các loại cá cảnh đều có thể xử lý được. Và đặc biệt những anh em mà chơi cá lớn như là cá la hán, cá koi thì rất thích các sản phẩm này bởi vì hiệu quả rất là cao. Anh em có thể tìm đến trang Shopee của shop, giá rất là tốt. Rồi tiếp theo đây là mình đang về là cái chương trình nè. Nhiều anh em inbox trên Zalo hoặc Facebook hỏi mình á là sao lâu quá không có các chương trình cá giống á. Thì đây, lâu lâu mà video quăng vô cặp cá giống ha. Đây là rồng đỏ, anh em thấy đó, cá rất là chất lượng, mái vây khủng, màu sắc tươi. Thì đối với mình á, thì anh em nào xem lâu rồi sẽ biết, còn những anh em nào mới xem á thì cũng bây giờ mới biết nha. Thì đối với mình, con cá giống á không phải là con cá size lớn. Con cá size lớn, con cá đang đẻ là cá giống, là giống của người ta, là người ta sử dụng nó đẻ rồi, là người ta thu các con từ nó rồi, bây giờ nó bự lên, nó mập lên. Thì nói chung là cá đó là người ta đã là cá giống của người ta lấy con cá giống được nó. Nói hơi khó hiểu, nhưng đối với mình, con cá giống á, là những cái con mà mình tuyển chọn cực phẩm xuất sắc nhất trong bầy đó, mà nó ở giai đoạn tơ thôi đó, thì mình sẽ chọn làm giống, thì đó sẽ gọi là cá giống của anh em. Tại vì mình chưa lấy bất cứ cá con nào từ nó hết á, vì nó còn tơ quá mà. Nhưng mà để là cho anh em thì anh em nuôi, anh em lớn lên dưỡng lên hả, nó bự, nó đẹp, nó đẻ ra thì nó gọi là cá giống đó. Thì cặp này nói chung là rất là đẹp đó, bản thân mình thấy rất là ok, đủ các tiêu chuẩn tiêu chí của rồng hấp môn đích đôi ra hết, còn tơ còn đẹp. Thì để là cho anh em nào may mắn làm giống 200k thôi. À, cặp giống 200k. Còn đây là hai cái con cá HB Red trống mà đợt trước thì mình, cái lô mình đẻ ra mình thấy đó, đặc biệt cái là hai tay bên nó màu trắng nên mình đã lựa ra và mình làm giống đó. Bây giờ mình cho nó đẻ rồi thì bây giờ mình bán hai cái trống này đi đó, hai cái trống này mình bán 300. Khoan, nó mắc hay rẻ, đẹp hay xấu thì hai cái trống này 300 đó, anh em nào mua thì sẽ có quà tặng. Quà tặng gì thì coi sẽ biết. Đặc biệt hai con trống này mình không ship tỉnh nha, chỉ ship ở khu vực Hồ Chí Minh thôi anh em nha. Anh em thông cảm giùm em, tại vì cái phần quà tặng nó nhiều quá. Cái phần quà tặng nó nhiều quá, em ship tỉnh không nổi. Đó, hai cái trống này lên mở tay bên em thấy rất là lạ không? Thì em thấy nó hay nên em đã dùng nó. Em like là con máy Dumbo Santa, để không biết coi đời sau ra cái gì. Thì nếu như mà sao cá ra đẹp đó, thì em sẽ quay cho anh em xem gì cá, chắc có 3 tháng nữa mới có video đó. Anh em nào mua hai con trống đó em sẽ tặng cho anh em bài cá HB Red này luôn. Bài này khoảng 12 đến 15 con, nói chung là không có đếm kỹ đó, ai mua hai con trống đó em tặng bài này nhanh gọn lẹ vui vẻ thôi. Rồi tiếp theo đây em có bài full red anh em nha. Bài full red này em đang xả là 80k một cặp thôi nha anh em, 80k một cặp. Và anh em nào mà bắt combo quá thì 203 cặp, nhanh gọn lẹ luôn, 80k một cặp, 200k 3 cặp, quá êm anh em nha, quá êm, quá êm. Rồi tiếp theo em có một bài full red Vidosa mà rebound luôn anh em ơi, chiến với anh em luôn nè, hàng này hàng đàn chiến với anh em luôn nè. Anh em để ý nha, mái vây rất là đẹp luôn đó, cá còn đang tơ mà đang bụng ú ú hết rồi, bầu bỉnh hết rồi, tròn trịa bầu bỉnh nha. Cá này chiến lớn nha anh em luôn, em sell 50% dòng này anh em nha.
Em đã thấy không, mấy con máy nào vay đã luôn anh em nha. Đó, máy vay Bedosa mà rebound mà, cho nên cái vay nó căng cực luôn, vay to đẹp. Hàng này 200k một cặp, ngày nay anh em nào xem video này em sale mạnh cho anh em luôn. Combo 3 cặp 300. Đó. Anh em thích bắt chống thường chống rebound gì báo em nha. 3 cặp 300. Trời ơi còn cái hàng này nữa, chiến lớn với anh em thêm một phát nữa nè. Cái full red rebound nãy là 3 cặp 300 anh em nha. Đó, rebound luôn, Bidosa luôn mà giá nó quá khủng rồi. Còn đây mình đang cho anh em xem là full gold. Đó, hàng full vẫy, máy lên tay bơi. Cái này thì anh em thấy đó, em quay máy thôi, đừng có quay con trống nữa, quay con trống nó khá là vô nghĩa. Vì con máy này đã đẹp quá rồi thì con trống nó cũng phải y chang vậy thôi. Hàng này em chiến lớn luôn. 80k một cặp cho anh em thôi. À, một cặp 80 thôi anh em ơi. Rồi combo 200k 3 cặp luôn. Rồi, anh em nào xem video này để lại một comment cho em tặng cho anh em mỗi combo một cặp. Combo 200k 3 cặp, em tặng thêm một cặp cho anh em nào để lại một comment, nó là 4 cặp luôn. Trời ơi, full gold, full vẫy từ đầu đến đít luôn. À, vẫy full rất rầy rất đẹp nha anh em. Đó, 200k 3 cặp tặng một cặp, đó là 204 cặp luôn, chỉ cần để lại một comment cho em thôi. 204 cặp. Rồi chiến nãy giờ rồi, này tới là coi gen em mà rebound anh em nha. À, con bầu bỉnh dễ thương lắm nha. Đó, bầu bỉnh. Gen e thì anh em để ý cái đầu nó sẽ đỏ qua phần mắt và đỏ lên cái phần đỉnh đầu phía trên luôn. À, phần mịn mịn phía dưới cũng đỏ luôn. À, gen e được như vậy. Mà nói chung bây giờ đa số là gen e, chứ kiếm coi đỏ thường khó lắm, không có đâu. Đa số bây giờ ta sử dụng cái bộ gen e này ta làm. Rồi, hàng này xả mạnh cho anh em luôn. À, xả mạnh cho anh em luôn. 150 một cặp. Em giảm cho anh em combo 3 cặp 300 luôn. Đó, 3 cặp 300 luôn mà máy này là rất là bầu bỉnh luôn rồi anh em nha. Về là coi như là nhiều khi đẻ trên đường luôn không chừng. Mà rất là mềm xèo luôn, 300 lụm luôn 3 cặp anh em ơi. Giá cực hot gen e luôn anh em nha. Gen này là đẻ hên xui có khả năng lên màu tay bơi đó nha. Đó, giá vậy là quá mềm cho anh em luôn. Rồng tím anh em nha, rồng tím này thường thường cho anh em nào tập chơi thích hợp này, em xả nhanh gọn lẹ luôn. 80k một cặp, giá cũ giá mới em sơ cho anh em là 200. Ôi khỏi luôn đi, 102 cặp luôn. Nhanh gọn lẹ anh em nha, 102 cặp. Quá mềm rồi anh em ơi. Rồng tím anh em nha, 102 cặp, vui vẻ luôn anh em ơi. Rồi, đây là hàng Dumbo. Mà thường anh em gọi cái Dumbo này là Dumbo Big E. Đó, quá trắng. Dumbo Big E. Đó, tay bơi đậm dày đẹp. Rồi, hàng này là 150 một cặp, nhanh gọn lẹ anh em nha. 150 một cặp, không có nhiều.